Bên mình bật máy rửa bát à em? Em chào anh muốn mua máy rửa bát đúng không ạ? Thế anh đã tham khảo được mẫu mã nào bên em chưa? Anh chưa. Anh đang tìm máy rửa bát khoảng dưới 40 triệu. Dưới 40 triệu anh? Dưới 40 triệu thì bên em có vô vàn mẫu máy rửa bát để anh lựa chọn. Cụ thể thì khoảng dưới 10 triệu. Em có không? Tại vì gia đình anh chỉ có khoảng 3 người thôi. Dưới 10 triệu anh? Dưới 10 triệu thì bên em có rất nhiều máy rửa bát. Ví dụ như con Beko model DTC3680S này. Có hai dàn rửa linh hoạt, sức chứa 8 bộ bát đĩa châu Âu, 6 chương trình rửa với những chương trình nổi bật như là rửa mạnh, rửa nhanh, rửa thủy tinh, vân vân. Động cơ thì hoạt động bền bỉ, êm ái. Hoặc nếu không anh có thể lựa chọn máy rửa bát Rosier model RDCP8S04 này, cũng có hai dàn rửa, động cơ hoạt động cũng vô cùng bền bỉ, êm ái và chương trình rửa cũng cực kỳ đa dạng để anh lựa chọn. Thì có thêm ưu đãi gì không hả em? Cả hai mẫu máy rửa bát này bên em đều đang bảo hành chính hãng. Như chiếc Rosier này bên em sẽ bảo hành 1 năm và đặc biệt chiếc máy rửa bát Beko DTC38610S này bên em bảo hành chính hãng tới 3 năm, đồng thời sẽ tặng thêm một combo viên rửa bát Finish chính hãng để anh tiết kiệm chi phí rất nhiều trong quá trình sử dụng. Chốt luôn anh con Beko này nhá. Thế có chắc chắn là dưới 10 triệu không đây? Chứ xịn sò thế này dưới 10 triệu anh không tin đâu. Ôi anh ơi, máy này bên em có giá chưa tới 8 triệu cơ. Nên là anh yên tâm thoải mái trải nghiệm và sử dụng. Thì trong hôm nay thì đội ngũ kỹ thuật bên em sẽ lắp và giao hàng cho anh. Cảm ơn anh đã mua hàng tại Điện máy Quang Hạnh nhé.